vật phẩm phong thủy cầu con hàng đầu đặt trong nhà sớm sinh quý tử một kỳ lân tống tử kỳ lan tông tu vát pham kích van con cai một trong những vật phẩm phong thủy cầu con có hiệu quả cao là kỳ lân tống tử kỳ lân còn gọi là con nghe trong truyền thuyết được coi là con thú nhân hậu trước ngày khổng tử chào đời có một con kỳ lân đến nhà ông trong miệng ngậm quyển sách bằng ngọc trong sách đó ghi chép vận mệnh của khổng tử dự đoán sau này ông trở thành bậc vương hầu tuy nhiên ông đã không gặp thời không làm được quan lớn. Đây là nội dung của điển tích Kỳ Lân nhà sách ngọc. Cũng vì vậy mà sau khi ra đời, người ta gọi khổng tử là con Kỳ Lân, từ đó truyền tụng phong tục Kỳ Lân biếu con. Có người treo tranh Kỳ Lân tống tử trong phòng, tranh vẽ đứa bé cưỡi Kỳ Lân, với hàm ý Kỳ Lân đưa con đến cho mình. Cũng có một số người dùng khóa trường thọ bằng vàng bạc có hình Kỳ Lân, với mong muốn có con trai. Tóm lại, bạn có thể dùng tranh, tượng đồng tượng bằng đá phong thủy kỳ lân tống tử với công dụng phong thủy phong thủy giúp người kết hôn đã lâu mà hiếm muộn có con nối dõi. 2. Liên sinh quý tử Vật phẩm phong thủy liên sinh quý tử mang ý nghĩa vợ chồng sẽ nhanh chóng có con trai. Trên miếng ngọc khắc hình một đứa bé tay cầm bông sen hoặc nằm trên lá sen, tục gọi chỉ hà đồng tử, hàm nghĩa là sen sinh quý tử. Bên cạnh đó, có tượng còn khắc thêm hình con cá, với mong muốn vừa sinh quý tử vừa có của cải, tài lộc dư thừa. 3. Vật phẩm phong thủy cầu con, ngọc sơn. Gia ngọc son. Đây là vật phẩm phong thủy có hình ngọn núi, thường được chế tác từ cẩm thạch, ngọc phỉ thúy. Theo quan niệm phong thủy thì núi quản nhân đinh, sông quản tài lộc, nhưng một số ngôi nhà kém về đường con cái, chủ nhân ở trong ngôi nhà đó sẽ khó có con. Muốn tránh cảnh về già phải sống cô độc, những gia đình này nên bày núi ngọc trong phòng để cầu mong thêm người. Vì vậy đặt đúng núi vào phương vị cần thiết để tăng cường nhân đinh cho những gia đình hiếm muộn con cái. Hình dáng núi ngọc được chế tác rất đa dạng, nhất là phù giáp thiên hạ, nghĩa là giàu có nhất thiên hạ, phía dưới hình quả núi, trên đỉnh núi có con bọ hoặc cóc ba chân. Như vậy, hình này không những mang ý nghĩa thêm người mà còn mang ý nghĩa thêm của. Một số trường hợp còn khắc họa thêm linh vật phong thủy như cóc ba chân, con trùng, nhằm vượng cả nhân đinh cả tài lộc. Ngoài ra, Ngọc Sơn còn có tác dụng làm tọa sơn cho những nơi có địa thế suy yếu phía sau lưng. Bạn có thể bày Ngọc Sơn phía sau lưng để mong cầu nhận được sự hỗ trợ của cấp trên và bạn bè đồng nghiệp. 4. Bầu bí đầy đàn Trong dân gian, hình tượng một gia đình đông con nhiều cháu thường được ví với bầu bí đầy đàn. Trên dàn bầu bí dây leo chằng chịt, quả to quả bé treo lủng lẳng là biểu tượng cho một gia đình sum họp, con đàn cháu đống người ta khắc họa hình đàn bầu chữ quả trên đá ngọc làm bùa cho những đôi vợ chồng hiếm con, nếu vẽ thành tranh thì treo trong nhà, với ý cầu chúc sinh con, đẻ nhiều con. Tranh vẽ bầu bí đầy đàn cũng là một trong những vật phẩm phong thủy cầu con rất tốt. 5. Thạch lựu Vát pham phong thủy thạch lưu Thạch lựu có hình dạng một quả lựu căng mọng hay nửa quả lựu lộ ra nhiều hạt, với hàm ý lựu khai bách tử, lựu nở trăm con. Nếu mang tặng bức tranh lựu khai bách tử cho đôi vợ chồng mới cưới, được coi là lời cầu chúc tốt đẹp. 6. Các khánh hữu dư. Vật phẩm này mang nghĩa dư thừa những điều vui mừng. Nó được ưa chuộng trong văn hóa người Trung Quốc còn ở Việt Nam vẫn chưa phổ biến. 7. Phú quý đồng tử. Vật phẩm phong thủy cầu con này có hình ảnh hai đứa trẻ cầm kim câu thiêm tài tiến bảo, đầy tiền vàng ở sau lưng. Vật phẩm này cũng phổ biến với người Trung Quốc hoặc người Hoa ở khu chợ lớn Việt Nam.